Nội thất Đức Thông Sinh giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm ghế cà phê giá rẻ, mã GCF02444. Sản phẩm ghế cà phê giá rẻ của chúng tôi mang lại không gian thoải mái và sang trọng cho quý khách hàng. Với kích thước mười ngồi 440mm, lưng ngồi 850mm và rộng 550mm, sản phẩm này đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng. Sản phẩm được thiết kế với ghế đan tay thấp chân sắt, mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho người sử dụng. Chất liệu nệm Similida dạng màu sắc giúp tạo điểm nhấn cho không gian của bạn. Chân sắt sơn tĩnh điện giúp sản phẩm bền bỉ và dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm ghế cà phê giá rẻ của chúng tôi mang lại không gian thoải mái và sang trọng cho quý khách hàng. Với thiết kế đẹp mắt và chất lượng cao, sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo để tạo ra một không gian cà phê độc đáo và thu hút khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi có các chính sách bảo hành linh hoạt để đảm bảo quý khách hàng yên tâm khi mua sản phẩm của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đặt hàng sản phẩm ghế cà phê giá rẻ. Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng.